Nhìn được chào mừng hai đội bóng U17 Mẫn Xá, U17 Nghiêm Xá về tham dự trận 1-8 giải bóng đá U17 Hoàng Yến mở rộng năm 2023. Vâng, và xin được chào mừng tất cả quý vị và các bạn. Chúng ta cùng có mặt tại sân vận động Hoàng Yến để cùng chứng kiến trận thi đấu đầu tiên của vòng 1-8 trước Mẫn Xá và Nghiêm Xá. Giải bóng đá dành cho lứa tuổi U17 cũng đã đi qua 24 trận thi đấu tại vòng bảng. Chúng ta cũng đã tìm ra 16 cái tên để đi tiếp. Đây là lượt trận đầu tiên giữa Mẫn Xá và Nghiêm Xá. Mẫn Xá nằm ở bảng A, họ đã có 2 chiến thắng, có 6 điểm tuyệt đối. Còn với Nghiêm Xá, họ có 1 trận thắng và 1 trận thua. Trận thi đấu tiên, Nghiêm Xá họ đã giành 1 chiến thắng 1-0 trước Phù Lưu. Và sau đó họ để thua Thôn Tiền với tỷ số là 1-2. Như vậy là đủ 3 điểm thôi, nhưng Nghiêm Xá đã đi tiếp. Hai cầu thủ ghi bàn cho Nghiêm Xá trong những trận đấu đã qua là những Đăng Vũ và Trung Dũng. Trung Dũng đã có bàn thắng đầu tiên mở điểm cho cầu thủ Nghiêm Xá trong trận thi đấu trước cầu thủ Phù Lưu với chiến thắng 1-0 sát sao. Còn với Đăng Vũ thì cầu thủ này cũng đã góp công ở một bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 trong trận gặp Thôn Tiền, đại diện cũng đến từ Văn Môn. Nhưng đây là Mẫn Xá, đại diện được đánh giá rất cao ở những giải đấu họ tham dự. Ở giải đấu gần nhất đội 1 thì Mẫn Xá đã có chức vô địch tại giải bóng đá Vọng Nguyệt Super Cup khi có tới 16 đội bóng tham dự. Trong trận chung kết họ đã có một chiến thắng 2-0 trước Chi Long, đến từ những thắng còn Duy Bẹo, Văn Hoạt. Bóng đá Mẫn Xá thì bây giờ đây họ như một cái nôi phát triển từ rất lâu đời, đến từ mảnh đất Yên Phong. Trong khoảng 5 đến 7 năm trở lại đây, họ đã đánh đồng giải Bắc, khát khao cội có được chiếc huy chương vàng trong năm 2023 ở giải sân 7 đã được giải tỏa. Và đi tiện cho quý vị và các bạn theo dõi trong trận đấu hôm nay, Nghiêm Xá ra sân với trang phục áo đỏ, quần đỏ, sẽ bảo vệ khung thành bên phía tay trái theo hướng màn hình nhỏ quý vị và các bạn. Trong gỗ là thủ môn Xuân Trường, đeo số 11, trung vệ Duy Anh số 26, Huy Hiếu số 15, Đăng Vũ số 3, Văn Đạt số 9, Đại Thắng số 10 và nghệ sĩ nhân dân Xuân Bắc đeo số 6. Mà bước vào trận thi đấu vòng 1-8 thì sẽ không có chỗ cho những sai lầm. Mọi sai lầm thì đều phải trả giá. Trước khi bước vào là trận vòng 1-8 này, chúng tôi cũng đã nhận định đưa ra những bảng tin ở những trận thi đấu tâm điểm của giải bóng đá U17 Hoàng Yến. Hứa hẹn rằng đây cũng sẽ là những giải đấu thật sự bổ ích dành cho một lứa tuổi U17. Hai mươi bốn đội bóng tham dự đều đến từ một thôn, một làng hoặc một khu phố. Bóng đá Yên Phong thì đang thay ra đổi thịt theo từng ngày, cùng với đó là những đội bóng lân cận như Ngọ Xá đến từ Châu Minh, Hiệp Hòa, Bắc Giang, và một đại diện nữa đến từ Đông Anh, Hà Nội, chính là
Thủy Lôi. Ngọ Xá thì đã dừng chân tại vòng bảng sau khi họ đã để thua trước các thủ Lạc Trung. Còn với Thủy Lôi, họ đã vượt qua vòng bảng với một trận thắng và một trận hòa. Đó là những đại diện nằm ngoài mảnh đất Yên Phong. Huấn luyện trưởng của các thủ bên phía đội bóng Nghiêm Xá, chị anh Nghiêm Tuấn, một người con cũng rất tâm huyết của bóng đá Nghiêm Xá. Anh đến đây với tâm lý là giành chiến thắng. Và trước khi bước vào trận thi đấu này, cũng xin mời lãnh đội của đội nào về phần của đội đó. Có ranh giới cả rồi. Huấn luyện viên của Nghiêm Xá đang học mẫn tâm chỉ đạo. Mẫn tâm giờ đây cũng đang rất bát tay. Trước khi bước vào trận thi đấu hôm nay thì Mẫn Tâm, tôi nghe Phong Vanh có một tin đồn rằng anh sẽ giải nghệ, tập trung vào công tác huấn luyện như ngày hôm qua thôi. Sau khi có chức vô địch tại giải bóng đá vào người Super Cup, người vợ của anh đã bảo rằng ngỡ tưởng rằng sau chức vô địch này thì Mẫn Tâm sẽ giải nghệ, nhưng không, ngày hôm qua anh đã đá hai trận thi đấu ở sân 5 người ở một cái giờ phơi thóc là khung giờ 14 giờ. Đối thủ của Nghiêm Xá hôm nay chính là Mẫn Xá. Mỗi khi Mẫn Xá tham dự giải đấu nào thì mỗi đội bóng đều muốn đánh bại họ. Bởi đơn giản, họ được coi là nhà vua của mảnh đất Yên Phong. Bảy cái tên trong đội hình xuất phát đến từ U17 Mẫn Xá. Những cái tên như trong khu gỗ là thủ môn Mẫn An đeo số 1, trung vệ Quốc Hội số 6, hai hậu vệ cánh là Mẫn San đeo số 8, Quốc Phòng số 4, hai tiền vệ trung tâm Trung Quân đeo số 10, Đức Huỳnh số 9 và Văn Thắng cầu thủ đeo số 11. Ở trận thi đấu tiên thì Trung Quân cũng đã có cho mình một cú đúp trước Lạc Trung. Còn ở trận thi đấu thứ hai thì Văn Thắng đã có cho mình một cú hat-trick và bàn thắng còn lại được ghi do công bởi Văn San, hậu vệ cánh phải bên phía đội hình FC Mẫn Xá. Giải đấu này cũng đã tìm ra những gương mặt thật sự là sáng chói ở lứa tuổi U. Những cái tên như Nghiêm Vạn, Mạnh Tú, Vĩnh Kỳ và Trung Quân. Trung Quân thì đang chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm, nhưng thường có khả năng xâm nhập vòng cấm rất tốt và đặc biệt là khả năng sút xa. Cú sút không được. Hai trọng tài điều khiển chính trong trận đấu hôm nay chính là trọng tài Trương Tuyển và Mạnh Toàn. Hai trọng tài thuộc ba trọng tài bóng đá Yên Phong. Coi! Không được, hơi chậm mất rồi. Vẫn là cơ hội dành cho đội bóng đỏ. Không thành công. Phản công. Văn Thắng. Mẫn Xá luôn có những tình huống chuyển đổi trạng thái rất nhanh. Bóng vẫn còn trong cuộc. Bây giờ trận đấu đang trở nên nóng hơn khi hai đội đã xuất hiện những tình huống ăn miếng chảy miếng với nhau. Mẫn Xá có đội chơi tấn công, cùng với đó là khả năng kiểm soát bóng rất tốt. Nhưng Kim Xá họ cũng có một thể lực tiềm tàng rất lý tưởng ở những tình huống pressing tầm cao. Ở một trận đấu hay như thế này mới chỉ có khoảng gần 180 người theo dõi mà thôi. Ở Mẫn Xá một năm họ tổ chức khoảng 4 đến 5 giải đấu có sức truyền thông lan tỏa rộng rãi. Và theo thông tin tôi biết được, vào khoảng tháng 10, trung tuần tháng 10 thì tại Mẫn Xá rất có thể họ sẽ hoàn toàn hoàn thành sân bãi Sadoco trở thành một mặt sân nhân tạo để tổ chức một giải đấu mở rộng.
Còn với Nghiêm Xá thì họ đang thay đổi từng ngày để cùng vươn tầm với những đại diện đến từ mảnh đất Yên Phong. Hiện tại Yên Phong cũng là một mảnh đất phát triển bậc nhất của bóng đá phong trào toàn miền Bắc, khi một năm tại đây có khoảng 200-300 giải đấu chính thức. Tình huống đá phạt đầu tiên của trận đấu. Hai đội cũng đang chơi một thế trận khá giằng co. Bất kỳ đấu nào có bàn thắng ở thời điểm này khiến cho nhiệt độ trận đấu cũng sẽ đẩy lên rất cao. Văn Thắng. Pha xử lý của Văn Thắng. Phạm lỗi rồi. Văn Thắng đã quyết định đột phá cho tình huống mà có tới 3 cặp bóng đỏ. Nhưng ngay sau đó là sự can thiệp đến từ Duy Anh. Duy Anh cũng đã phải nhắc nhở. Đã có những lời nhắc nhở của trọng tài Trương Tuyển đến Duy Anh. Trung vệ cũng có một hình rất tốt của Nghiêm Xá. Trung Quân không vào. Phá đá phạt hàng rào đến từ Trung Quân. Nhưng bóng đã đi trúng vị trí mà Xuân Trường đã lựa chọn. Mất bóng nguy hiểm. Bước vào trận thi đấu hôm nay thì Mẫn Xá được đánh giá là nhìn hơn. Nhưng những gì đang diễn ra trên sân thì hai đội đang có một thế trận cân bằng. Nghiêm Xá họ cần phải có một quyết tâm cao nhất để có thể lật đổ Mẫn Xá trong thi đấu hôm nay. Sóng gió đã trôi qua trước khung thành của Mẫn An. Phản công. Văn Thắng đường chuyền. Nhưng ngay sau đó là một tình huống mà Trung Quân đã không thể thực hiện tốt đường chuyền của mình. Rất đáng tiếc. Hai đội đang có những tình huống va chạm với nhau. Một trận cầu khá nóng đúng như cái thời tiết của miền Bắc bây giờ. Đây cũng chính là tình huống đá phạt thứ ba của trận đấu. Hai trong đó thuộc về Nghiêm Xá. Về số lần dứt điểm trúng đích thì vẫn chưa có một tình huống dứt điểm nào về phía khung thành của hai bên. Cú sút không được. Trên bàn ghế dự bị của anh Nghiêm Tuấn, bên phía Nghiêm Xá thì vẫn còn những cái tên như Trung Dũng, Đình Tuệ, Huy Hùng, Đình Duy và Đình Minh cũng rất sẵn sàng vào sân. Những con bài tẩy đến từ Nghiêm Xá. Và sau trận thi đấu ngày hôm nay, sau trận thi đấu thứ nhất này sẽ là trận đấu giữa Thôn Tiền và Lạc Trung. Thôn Tiền cũng đã có cho mình 2 chiến thắng, còn với Lạc Trung thì là 1 trận thắng và 1 trận thua. Nhưng chúng ta cùng tập trung vào trận đấu giữa Mẫn Xá và Nghiêm Xá. Trung Quân. Như vậy tỷ số đã 1-0. Trung Quân đã tỏa sáng. Bàn thắng thứ 3 của Trung Quân. Phá đá phạt tưởng chừng như không có gì nguy hiểm trước khung thành của thủ môn Xuân Trường. Những hàng phòng ngự áo đỏ đã đứng che mắt thủ môn Xuân Trường, làm Xuân Trường bất ngờ. Một cái nhảy chân lên đến từ một cầu thủ bên phía bóng Mẫn Xá đã tạo ra sự bất ngờ dành cho Xuân Trường.
bóng đã lọt qua khe háng của thủ môn Xuân Trường. 1-0. Bàn thắng được ghi ở phút thi đấu thứ 13. Đây cũng chính là pha sút phạt thứ hai đến từ Văn Xá. Và Trung Quân đã ghi bàn. Tôi nhìn hình hài của một Trung Quân, tôi lại mường tượng rằng đến một mẫn tâm của Văn Xá, người hiện tại đang là huấn luyện trưởng của U17 Văn Xá. Đúng là khi có được bàn thắng thì nhiệt độ trận đấu cần phải được đẩy lên cao hơn. Đặc biệt là Nghiêm Xá, họ không muốn thua ở thời điểm này. Họ cũng có một thế trận tốt, không nên nói tồi. Đâu đó là phần đỉnh hơn về cơ hội mà Nghiêm Xá đã tạo ra. Nhưng trong bóng đá thì không phải đúng nào chơi hay hơn, tạo ra nhiều cơ hội hơn. Nào đó bóng đó có được bàn thắng, cần phải có tính chất thời điểm. Trung Quân đã lên tiếng ở một thời điểm Mẫn Xá cần nhất. Trên băng ghế dự bị của Nghiêm Tuấn vẫn còn cái tên Trung Dũng. Cầu thủ cũng đã có được bàn thắng ở trận đầu ra quân. Và chúng ta cũng nói về pha dứt điểm trước đó. Một pha bóng rất khôn ngoan đến từ tiền đạo bên phía đội bóng U17 Mẫn Xá chính là Đức Huỳnh. Đã làm bất ngờ thủ môn Xuân Trường. Và như vậy là đủ. Bàn thắng đã đến với đội bóng đại diện đến từ Văn Môn. Pha chuyền chân tai hại của Trung Quân. Nhưng ngay sau đó thì cầu thủ này đã can thiệp đúng lúc. Anh tự sửa sai cho chính mình. Một cái trượt chân đến từ cầu thủ đá số 10. Như vậy Trung Quân cùng với Văn Thắng đều có được cho mình 3 bàn thắng tại giải đấu này. Chúng tôi cũng chỉ tính là tối đa 3 bàn thắng mỗi trận đấu mà thôi. Coi! Chúng ta cùng chờ xem quyết định từ trọng tài. Đá phạt lên dành cho Mẫn Xá. Mẫn Xá bây giờ sẽ chơi theo cách phòng ngự phản công. Khi mà họ có bàn thắng sớm, họ sẽ chủ động kiểm soát bóng. Đường chuyền dài của Mẫn Giản. Có vẻ như dù rằng có được bàn thắng sớm nhưng những đôi chân đến từ các thủ U17 Mẫn Xá vẫn đang chơi hơi căng cứng thì phải. Họ chưa thấy sự thanh thoát. Không thành công, quá đáng tiếc. Cơ hội đá trôi qua trước mũi giày của Văn Đạt. Một pha đường chuyền rất tốt đến từ Xuân Bắc. Xuân Bắc đã tìm thấy Văn Đạt. Nhưng có vẻ như Văn Đạt đã bị bất ngờ trong tình huống vừa rồi. Rất đáng tiếc. Cần phải chất chiêu những cơ hội kiểu như vừa rồi. Bởi những cơ hội xuất hiện ở vòng đấu loại là không nhiều. Những tình huống chia bóng của Trung Quân có một đội quần rất khó chịu. Vâng, và một nữa thì ban tổ chức cũng có lời nhắc nhở. Chính là những cổ động viên cũng không lên đu vào lưới của ban tổ chức. Xin trân trọng cảm ơn. Văn Thắng. Bóng đá Mẫn Xá cho năm 2023 bắt đầu đã tỉ thế vàng rồi. Pha bóng vừa rồi thì Xuân Trường đã không thể ôm dính. Xuân Trường cũng là một thủ môn có khả năng chơi chân rất tốt. Anh cũng chính là đội trưởng của Nghiêm Xá ở giải đấu lần này.
dành cho lứa tuổi U17. Dường như một cầu thủ của U17 Mẫn Xá đang đau thì phải. Nghiêm Xá cần phải thi đấu thoải mái hơn. Khoảng cách cũng chỉ là một bàn mà thôi. Cầu thủ đang có những bước chân tập tễnh là Đức Huỳnh. Nếu như Đức Huỳnh không thể tiếp tục thi đấu thì Mẫn Xá cần phải điền một cái tên để thay thế. Không được, và thay người trọng tài. Mẫn Xá có sự thay người. Vào sân là Hà Tùng, cầu thủ đã số 7. Và cầu thủ không thể tiếp tục thi đấu chính là Đức Huỳnh đã phải rời sân. Một chấn thương rất đáng tiếc đến từ Đức Huỳnh. Tiền vệ tấn công đến từ U17 Mẫn Xá đã có một chấn thương vô cơ. Đức Thắng không được. Pha soạn bóng tốt đến từ Văn Đạt. Đường sọc kê rất đáng tiếc. Người có tình huống chọc kê thứ vừa rồi là Văn Đạt. Văn Đạt đã có đường truyền sọc kê dành cho Đăng Vũ. Nhưng rất đáng tiếc, Đăng Vũ đã không thể chiến thắng được thủ thành Mẫn An. Trong khoảng ít phút vừa qua thì những đội bóng sở hữu cơ hội ngon nhất chính là Nghiêm Xá. Với Văn Đạt và Đăng Vũ, họ cũng đã có những cơ hội để san bằng tỷ số năm bàn đều, nhưng chưa một lần thành công. Nghiêm Xá đang chơi sòng phẳng. Hà Tùng nối đẩy sau đến từ Hà Tùng. Và các cầu thủ, chúng ta lưu ý rằng chúng tôi có một đội ngũ truyền thông sẽ có những hình ảnh, những video nếu như các bạn chơi đẹp, chúng tôi sẽ gửi tới các vị khán giả trong và ngoài Yên Phong. Còn nếu như các bạn chơi không đẹp, chúng tôi cũng có những hình ảnh để gửi tới các quý vị khán giả gần xa. Cần phải lưu ý hành vi của mình, đặc biệt là những trận đấu ở vòng loại có một sức nóng rất lớn. Đường khán giả của FC Mẫn Xá đến sân ngày một đông hơn để cổ vũ cho những đội các cầu thủ lứa tuổi U17. Đường bóng an toàn đến từ Xuân Trường. Bóng vẫn còn, không có một cầu thủ nào lao vào, rất đáng tiếc. Hiệu số ghi bàn đến từ Mẫn Xá trước khi bước vào trận thi đấu ngày hôm nay. Họ ghi 6 bàn và để thủng lưới 3 bàn. Mẫn Xá trước khi bước vào mỗi trận đấu ở vòng bảng, họ thường mua 2 và tặng 1. Còn với Nghiêm Xá thì họ ghi 2 và để thủng lưới 2 lần. Sự đa dạng trong cách tấn công đến từ Nghiêm Xá dường như là rất ít ỏi. Họ mới chỉ có 2 cầu thủ ghi bàn mà thôi. So về phần Mẫn Xá thì họ đa dạng hơn. Ngay cả một hậu vệ như Mẫn San cũng đã có được cho mình một bàn thắng tại giải đấu năm nay. Anh đang chơi ở vị trí hậu vệ cánh trái. Đoạt bóng thành công, đại thắng. Ngay sau đó là một tình huống phạm lỗi đến từ cầu thủ đeo số 10.
Và ở cặp thiếu thứ ba của buổi chiều hôm nay cũng là một cặp đấu rất đáng chờ đợi giữa Ô Cách, đại diện của xã Đông Tiến, và Ngô Xá, một đại gia mới nổi của bóng đá Yên Phong Bắc Ninh. Khi tại nơi đây, mỗi năm thường có khoảng 6 đến 7 giải đấu chính thức được tổ chức. Đường chuyền không được. Hãy cẩn thận với cái cứ lỏng đến từ trung quân. Hàng rào và những cầu thủ phòng ngự, và ngay cả thủ môn Xuân Trường cần phải để ý với cầu thủ đeo số 10 bên phía FC Bắc Xá. Phản công 3-2. Đại thắng. Bóng đã chạm vào cột sau. Rất đáng tiếc. Nhưng đó là nhờ tài năng đến từ thủ thành Bất An. Bằng tài năng của mình, pha dứt điểm góc hẹp đến từ Đại Thắng đã không thể chiến thắng được Bất An. Tiếp tục là tình huống cản phá an toàn đến từ Bất An. Một tình huống cố định dành cho đội bóng đỏ. Trước đó thì Trung Quân cũng đã ghi bàn mở tỷ số trận đấu. Có tới hai cái bóng đỏ đứng trước phản đá phạt. Điều rằng Mẫn Xá gọi, Nghiêm Xá có trả lời hay không? Chúng ta cùng chờ đợi xem. Cú sút công vào, rất đáng tiếc, thay người trọng tài. Mẫn Xá thay người. Mẫn San là cầu thủ được đưa ra nghỉ. Vào sân là Đức Huỳnh. Như vậy khi Đức Huỳnh vào sân thì Hà Tùng sẽ chơi ở vị trí hậu vệ cánh phải, thay thế cho một Mẫn San. Đức Huỳnh cùng với Trung Quân sẽ hai cầu thủ chơi ở vị trí tiền vệ. Đức Huỳnh thì là cầu thủ thiên về tấn công nhiều hơn, có khả năng kiến tạo. Cú sút ngay không được, thay người trọng tài. Nghiêm Xá thay người. Trung Dũng được đưa vào sân. Rời sân là nghệ sĩ Xuân Đắc. Xuân Bắc ở những phút vừa qua cũng đã có một cơ hội cho riêng mình, nhưng rất đáng tiếc cầu thủ đeo số 6 đã không thể dứt điểm thành công. Đại Thắng. Nối thuộc về Đức Huỳnh. Đức Huỳnh đã phạm lỗi với cầu thủ đeo số 10 Đại Thắng bên phía đội bóng Nghiêm Xá. Phút thứ 27 của trận thi đấu đầu tiên. Nghiêm Xá sở hữu cho tới thời điểm này là 6 pha dứt điểm. 2 trong số đó trúng đích. Còn 4 trong số đó đi ra ngoài. Với Mẫn Xá họ chỉ sở hữu là 2 cơ hội mà thôi. Với 2 từ dứt điểm đến từ Trung Quân. 1 pha đá phạt thì thủ thành Xuân Trường đã chọn đúng vị trí. Và một tình huống làm bàn rất đẹp mắt của Trung Quân. Cộng tác bởi sự khôn ngoan đến từ Đức Huỳnh. Và tiếp tục là một tiếng đá phạt. Trung Quân sẽ là người được chọn. Mẫn Xá đang đi tìm sự sống bằng những tình huống cố định. Trung Quân! Trước khi Trung Quân ghi bàn, tôi đã nhắc nhở rồi. Hàng rào và thủ môn bên phía đội bóng Nghiêm Xá cần phải lưu ý với cầu thủ đeo số 10 này. Một cái lòng rất ngoan đến từ Trung Quân. Bàn thắng thứ tư của Trung Quân. Và tiếp tục là một cú đúp
ở một trận đấu dành cho cầu thủ đá số 10. 2-0. Trong bóng đá thì nôn có sự nghiệt ngã. Bạn chơi hay hơn đối thủ, sở hữu nhiều cơ hội hơn, nhưng tỷ số lại nghiêng về đối thủ. Đây mới chỉ là pha dứt điểm thứ 3 trúng đích mà thôi, nhưng trung quân đã làm mảnh lưới của Xuân Trường rung lên tới 2 lần. Một Mẫn Xá xù xì đã có những lợi thế trước Nghiêm Xá. Chưa bao giờ tôi thấy một Mẫn Xá chơi thực sự như vậy. Họ tập trung phòng ngự, rồi có những pha cố định, họ ăn chắc mặc bền để có những bàn thắng nâng tỷ số này hay không. Bàn thắng của Trung Quân ghi ở phút thi đấu thứ 27. Nó sẽ giúp cho tinh thần thi đấu của U17 Mẫn Xá được lên rất cao. Và một chiếc thẻ vàng đã được rút ra dành cho Văn Thắng. Bây giờ không chỉ là một bàn mà là hai bàn rồi. Huấn luyện viên Nghiêm Tuấn đang vò đầu bứt tai. Ông chưa tìm ra những cách hóa giải ở những pha cố định đến từ đội bóng áo tím thàn. Nghiêm Xá cũng chỉ tự biết trách mình mà thôi. Khi họ xứng những cội ngon ăn. Như vậy tỷ số là 1-2. Quá bất ngờ. Người ghi bàn là cầu thủ đeo số 3 Đăng Vũ. Bàn thắng thứ hai của Đăng Vũ. Bây giờ lại thấy tâm lý lại nghiêng về Nghiêm Xá. Một trận đấu rượt đuổi tỷ số rất hay. Niềm vui ngắn chẳng tày gang. Ngay sau khi Trung Quân có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 thì Đăng Vũ cũng đã điền tới mình đến bàn điện tử với một pha chớp thời cơ rất nhanh đến từ Đăng Vũ. Hai phút là thời gian bù giờ cho hiệp thi đấu đầu tiên. Có thể huấn luyện viên Nghiêm Tuấn cũng giải tỏa đi được áp lực của mình, nhưng nụ cười của ông vẫn là chưa vui. Thời gian vẫn còn cả một hiệp hai. Trọng tài xác định nỗi kéo áo đến Thượng Văn Đạt. Một bàn thắng mang lại những hy vọng dành cho Nghiêm Xá. Cũng chỉ cần một bàn thắng nữa mà thôi thì trận đấu lại quay trở về vạch xuất phát. Và rất bất ngờ, ba bàn thắng ở trận thi đấu đầu tiên của vòng 18 đều đến từ những tình huống cố định. Xuất phát từ một tình huống phạt góc, pha bằng cắt nhanh đến từ Đăng Vũ. Anh dứt điểm gọn gàng, hạ gục đường thủ thành bất an. Như tôi đã nói trước đó trong ngày 1 thì Mẫn Xá họ thường mua 2 và tặng 1. Trước khi đến vòng đấu bảng họ ghi 6 bàn và để thủng lưới 3 bàn. Những giây bù giờ cuối cùng của hiệp thi đấu đầu tiên, rất có thể hai đội sẽ bước vào giờ nghỉ giữa hiệp với lại thế nghiêng về Mẫn Xá. Cú sút không được. Văn Đạt là người dứt điểm. Pha ra chân rất nhanh đến từ cầu thủ đeo số 9, nhưng bóng đá chạm trúng một cầu thủ bên phía Mẫn Xá. Và đúng này, tiếng gọi của trọng tài Trương Tuyệt vang lên khép lại hiệp thi đấu tiên. Xin mời quý vị và các bạn cùng nghỉ giải lao trong ít phút trước khi đến với hiệp thi đấu thứ hai. We'll be right back.
Bước vào hiệp thứ hai, tỷ số này đang là 2-1 nghiêng về Vân Xá. Một cú đúp đến từ Trung Quân bởi hai pha sút phạt, và Đăng Vũ của Nghiêm Xá cũng đã rút gọn tỷ số xuống còn 1-2 sau một pha bằng cắt thông minh. Nghiêm Xá họ chơi sòng phẳng, đôi chút là phần nhỉnh hơn. Như tôi đã nói ở trong hiệp một, họ có phần hơi đen đủi, và cũng là sự xuất sắc đến từ thủ môn Mẫn An. Mẫn An cũng đã giải nguy cho Mẫn Xá trong hiệp 1 là 4 pha dứt điểm đến từ Kim Xá. Cùng với đó là những pha lao về hợp lý đến từ thủ môn số 1 của U17 Mẫn Xá. Trong hiệp 2 này, Mẫn Xá sẽ bảo vệ khung thành bên phía tay trái theo hướng màn ảnh nhỏ, quý vị và các bạn. Trận đấu mà các bạn theo dõi được chúng tôi tường thuật trực tiếp trên kênh Fanpage Bình Luận Viên Anh Hùng. Và tất nhiên rồi, sau khi mà Nghiêm Xá có được bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 thì hiệp 2 của trận đấu sẽ trở nên đáng xem hơn rất nhiều. Và cũng xin mời những khán giả không phận sự thuộc ban lãnh đội hay là những cầu thủ dự bị của hai bên cùng rời khỏi sân bãi. Yêu cầu anh Hoàng Phương, phó ban tổ chức làm tốt công tác đó. Mẫn Xá thì vẫn đang tự tin kiểm soát của mình. Họ có sự đầu tư bài bản ngay từ những lứa tuổi U đến đội 1. Đội 1 Mẫn Xá thì chúng ta biết rồi, một lối chơi thiên về kiểm soát bóng. Và nhất là khi họ có bàn thắng dẫn trước thì sẽ rất khó chịu dành cho đối thủ của mình. Huấn luyện viên phó của U17 Mẫn Xá bây giờ là Tiến Công, chàng trai sinh năm 1997. Trong hiệp 2 này thì cầu thủ đeo số 9 là Đức Huỳnh sẽ được quay trở lại. Anh sẽ thay thế một Hà San, Hà Tùng. Và trận đấu mà các bạn theo dõi cũng được chúng tôi live phát trên kênh Fanpage Sân bóng Hoàng Yến. Rất mong quý vị đi qua cũng để một like, một share cho chúng tôi, cùng lan tỏa những gì bóng đá Yên Phong mang lại cho cộng đồng trong những thời gian gần đây. Ngay từ những lứa tuổi U thôi, nhưng sự cạnh tranh cũng là rất khát khao. Quốc Hội vẫn đang làm tốt nhiệm vụ của mình, là phòng ngự. Văn Thắng, tốc độ của Văn Thắng đã không thể vượt qua Duy Anh, rất đáng tiếc. Ngay từ những phút đầu tiên của bài thì nhiệt độ trận đấu được đẩy lên rất cao. Duy Anh, cú sút căng ngang không được. Vừa rồi thì cầu thủ đeo số 9 Văn Đạt đã quyết định dứt điểm ở một góc gần, không phải là một tình huống căng ngang. Cơ hội đã đến là ngay những phút đầu tiên của hiệp thứ hai dành cho Kim Xá. Một thế trận bùng nổ. Như vậy trọng tài xác định cần phải đặt đúng vị trí bóng đến từ Nghiêm Xá. Một tình huống cố định nhưng bóng lăn. Và kết thúc vòng 1/8. Thì đội thắng trận 1 sẽ gặp thắng trận 3. Như vậy đấu nào giành chiến thắng trong trận đấu hôm nay sẽ gặp một trong hai đại diện là Âu Cách hoặc Ngô Xá ở trận thi đấu tiếp theo vòng tứ kết.
Ngày hôm nay thì chúng tôi cũng gửi tới quý vị các bạn là 3 trận thi đấu ở vòng 8. Đây là trận thi đấu đầu tiên. Tiếp theo sẽ là trận đấu giữa Thôn Tiền đại diện đến từ Văn Môn, người láng giềng hàng xóm đến từ Mẫn Xá. Họ sẽ gặp Lạc Trung. Lạc Trung thì đến từ xã Xuống Liệt. Và được chỉ đạo bởi huấn luyện viên Phi Cốp. Phi Cốp sẽ có cuộc đối đầu với trưởng ban trọng tài bóng đá Yên Phong, chính anh Tô Minh Hằng. Phi Cốp cũng chính là một trọng tài thuộc ban trọng tài Yên Phong. Sinh năm 1991, một người thợ đá bóng. Mùa giải này cũng là một mùa giải khá buồn với đội bóng chủ nhà Đồng Thôn, khi họ đã dừng chân sớm tại vòng bảng, có 2 trận thua. Nghiêm Xá cần phải tốt những tình huống, những gọi của mình. Khi Trung Dũng được tung vào sân thì thế trận tấn công đến từ đội bóng áo đỏ được thanh thoát hơn rất nhiều. Họ có tính đột biến cao cũng như là sự kết dính đến những pha xử lý đến từ Trung Dũng. Và cầu thủ đeo số 9 là Văn Đạt. Các cầu thủ hai bên rất chịu khó phòng đối ở khu vực giữa sân. Nghiêm Xá thì còn cả một hiệp hai để có thể đưa về trận đấu trở về vạch xuất phát. Khoảng cách chỉ là một bàn mà thôi. Cú sút không được, rất đáng tiếc. Bóng đã được thoát đi bởi hậu vệ Quốc Phòng. Hiện tại bây giờ thì cầu thủ đang vươn lên dưới đầu danh sách vươn ấy chính là Trung Quân. Trung Quân cũng đã có được cho mình 4 bàn thắng tại giải đấu này. Xếp ngay sau anh là những cái tên như Văn Thắng, Vĩnh Kỳ và rất nhiều những cái tên khác. Thay người trọng tài. Nghiêm Xá có sự thay người. Rời sân là Trung Dũng, vào sân là Xuân Bắc. Như vậy Xuân Bắc tiếp tục quay trở lại. Xuân Bắc, vẫn là Xuân Bắc. Một pha phạm lỗi rất kín kẽ nhưng không thể vượt qua đôi mắt tinh tường đến từ trọng tài tuyển Quả Quay. Chiếc thẻ vàng thứ hai đã được rút ra bởi trọng tài tuyển Quả Quay dành cho Trung Quân. Duy Anh cũng đã có được cho mình một kiến tạo ở vòng thi đấu đầu tiên khi gặp Phô Lưu trong chiến thắng 1-0, một chiến thắng tối thiểu. Huy Hiếu, pha dứt điểm hơi hiền đến từ Huy Hiếu. Khán giả của Nghiêm Xá cũng đến sân Hoàng Yến rất đông để cổ vũ cho bóng con cưng của mình. Họ cũng đang mong chờ rằng Nghiêm Xá có được bàn thắng sang bằng tỷ số là 2-2. Côi không được, rất đáng tiếc. Đại Thắng nó có pha dứt điểm 1. Duy Anh, những pha xuất ra cũng là một vũ khí lợi hại đến từ Nghiêm Xá. Đặc biệt trong đội của họ sở hữu một trung vệ Duy Anh, người thường xuyên tung ra những pha dứt điểm hiểm hóc, những cú đá đại bác tầm xa đến từ trung vệ đeo áo số 26. Đường chuyền hay,
Nhưng ngay sau đó là một pha xử lý không hợp lý đến từ cầu thủ đeo số 8. Mẫn Sàn. Lần này thì khoảng cách phạt là gần hơn với quốc thành của Mẫn Sàn. Chúng ta cùng chờ đợi xem. Một góc sút rất rộng. Xuân Bắc sẽ là người thực hiện. Vẻ mặt rất đăm chiêu đến từ Nghiêm Tuấn, huấn luyện viên trưởng của U17 Nghiêm Xá. Hãy nhớ rằng chúng tôi có một đội ngũ truyền thông quay phát 100% những giải đấu mà các bạn tham dự. Những cầu thủ trẻ cần phải tập trung chơi bóng nhiều hơn thay vì những hành vi tiểu xảo. Xuân Bắc là người thực hiện. Và là một chiếc thẻ vàng dành cho một cầu thủ áo đỏ. Đường chuyền vẫn không vào. Sóng gió đã trôi qua trước khung thành của Mẫn Sàn. Nỗ lực của bàn thắng coi không vào. Vẫn không vào, rất đáng tiếc. Đó là một tình huống kê chân. Duy Anh là người nhận chiếc thẻ vàng thứ hai dành cho Nghiêm Xá. Ngay sau khi đội bóng đỏ không thực hiện thành công một tiếng đá phạt, sau đó thì Mẫn Xá chuyển đổi trạng thái rất nhanh, một pha phản công mẫu mực. Chỉ tiếc rằng cầu thủ đá số 9 là Đức Huỳnh không thể tận dụng tốt đường truyền mà đồng đội của anh tạo ra, là Văn Thắng dành cho anh. Và tiếp tục là một tiếng cố định. Trung Quân là người thực hiện. Trung Quân đã có được một cú đúp ở hiệp thi đấu đầu tiên với hai pha đá phạt thành bàn. Nhiều rằng Trung Quân có thể tạo ra một cú hat-trick đá phạt hay không. Trung Quân và Xuân Trường. Đường chuyền ra không thành công. Không được. Đã có những tranh cãi nổ ra. Chúng ta cùng chờ xem quyết định từ trọng tài. Và như vậy trọng tài tuyển có quay đã sử dụng công nghệ VAR. Và xin nhắc nhở một nữa những khán giả có mặt tại sân Mai Hồng Yến, chúng ta không viện vào lưới của ban tổ chức răng tại sân. Và yêu cầu những khán giả chúng ta cùng rời khỏi khu vực kỹ thuật. Anh ơi. Cứ để chúng ta làm việc. Chúng ta cùng chờ xem phân tích đến từ trọng tài. Và các bạn đều có thể giở chiếc smartphone của mình ra để cùng theo dõi tình huống làm chậm đến từ đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi. Rất công bằng. Lợi thế đến từ các bạn ở những giải đấu được quay phát 100%. Nó không khác gì một trọng tài thứ ba cả. Nhưng hình ảnh rất rõ nét
được gửi tới các quý vị khán giả. Rất hồi hộp. Nếu như đó là một tình huống penalty thì là sự nghiệt ngã dành cho Nghiêm Xá. Họ chơi rất hay ở trong hiệp 2. Chúng ta cùng chờ xem quyết định từ trọng tài. Những góc máy quay đã quay rất kỹ lưỡng. Và như vậy là penalty. Rất chuẩn xác. Quý vị trên sóng này, Bình Viên Anh Hùng cũng đều có thể theo dõi một tình huống mà phá diêm đến từ cầu thủ đeo số 11. Dứt điểm trúng tay một cầu thủ phòng ngự bên phía đội bóng Nghiêm Xá. Và như vậy trọng tài đã quyết định penalty chính xác. Bây giờ thì cần phải có sự may mắn và bản lĩnh đến từ Xuân Trường mới có thể cứu cho Nghiêm Xá mở bàn thua. Tỷ số là 3-1. Rất chuẩn xác. Sau bàn thắng vừa rồi, có lẽ tâm lý của Nghiêm Xá bị ảnh hưởng cũng khá nhiều. Nhưng họ cần phải vùng lên mạnh mẽ hơn để có thể những bàn thắng gửi tới các quý khán giả. Thời gian trôi qua cũng chỉ mới lửa hiệp thiếu thứ hai mà thôi, còn rất dài. Không vào. Mẫn An đã kiểm tỏa tốt tình hình. Duy Anh. Bóng đá thì nó luôn là sự nghiệt ngã. Trong hiệp 2 này thì Nghiêm Xá đã tạo ra khoảng 4 pha dứt điểm. 2 trong số đó trúng đích nhưng không thành bàn. Còn với Mãn Xá chỉ có một tình huống họ được hưởng penalty mà thôi, nhưng họ thành công. Và như vậy cầu thủ ghi bàn là Văn Thắng, đội trưởng của U17 Mãn Xá. Nghiêm Thắng cũng đã có được cho mình là 4 bàn thắng tại giải đấu này. Mãn San. Khoảng cách bây giờ được tái lập là 2 bàn dẫn trước dành cho Mẫn Xá. Văn Đạt cười công vào. Một tình huống ăn 1-1 đến từ Nghiêm Tuấn, huấn luyện viên trưởng của Nghiêm Xá. Vừa rồi phát điểm tiếp tục thuộc về Đăng Vũ. Rất đáng tiếc. Một pha đối mặt với thủ thành Mẫn An, lựa chọn một pha dứt điểm góc gần nhưng không thành công. Đánh đầu không được. Bây giờ những cầu thủ đỏ chỉ tự biết trách mình mà thôi với những cơ hội mà họ sở hữu. Thật sự là quá tiếc nuối. Không biết hàng phòng ngự của Mãn Xá có bừng tỉnh sau pha tấn công đến từ Nghiêm Xá hay không. Một tình huống mà Đăng Vũ đã có đối mặt với thủ môn Mẫn An nhưng xử lý không thành công.
rất tỉnh táo. Một tình huống mà trung vệ Quốc Hội đã lựa chọn một tình huống phá bóng ra ngoài. Chịu một tiếng đá biên. Kêu rất to, còn kêu thì còn chơi được, đơn giản là như vậy. Những diễn viên tại sân vận động Hoàng Yến đang thi tài. Văn Thắng. Văn Thắng qua người, rất khéo léo. Nhưng ngay sau đó là một đường chuyền sai của Văn Thắng dành cho đồng đội của mình là Quốc Phòng. Bây giờ thì tôi lại mong rằng Nghiêm Xá có bàn thắng để giữ ngắn tỷ số xuống còn 2-3. Để những phút cuối trận, trận đấu sẽ trở nên hay hơn và đầy hấp dẫn. Khoảng cách một bàn nó sẽ đáng chờ đợi hơn rất nhiều. Cú sút không được. Ngày hôm nay thì là một trận đấu tiếp theo, cũng là một trận đấu rất đáng xem giữa Tướng và Quân của ban trọng tài Yên Phong, Phi Cốp và Tô Minh Hằng sẽ đối đầu với nhau. Trung Lạc, Thôn Tiền. Tôi xin lỗi, Lạc Trung. Hiệp 2 là một hiệp đấu nghèo nàn về phần cơ hội của Mẫn Xá, nhưng họ có được bàn thắng để đưa về thế dẫn trước là 2 bàn. Sự chắc bài đến từ Mẫn Tâm. Ông chỉ có một cầu thủ duy nhất để thay thế là Hà Tùng. Hà Tùng vào sân thay thế cho những Đức Huỳnh, những Mẫn San là những sự xoay tua. Quả người thành công, cú sút không vào. Lại là cái đầu tiếc nuối đến từ Nghiêm Tuấn, rất đáng tiếc. Người vừa đưa ra tình huống dứt điểm là Đại Thắng. Đại Thắng đã không quyết định phối hợp mà anh đưa ra một tình huống dứt điểm. Đại Thắng. Ngay cả nếu như đây là một trận thua thì những khán giả của Nghiêm Xá cũng rất hài lòng với những gì mà Nghiêm Xá thể hiện ở những phút vừa qua. Họ chơi thật sự hay. Không có sự ném vế phân định diện được đánh giá rất cao là Mẫn Xá. Họ chỉ thua ở những tình huống cố định mà thôi. 3 bàn thắng của Mẫn Xá được ghi trong trận đấu ngày hôm nay đều đến từ những pha cố định. 2 thuộc về Trung Quân và 1 tình huống làm bàn thành công đến từ pha penalty của Xuân Thắng. Bây giờ Nghiêm Xá cần phải dồn lên chơi tấn công tổng lực ở những phút cuối của trận đấu. Thời gian không còn quá dài. Duy Anh. Duy Anh đã có một pha xử lý không hợp lý. Đúng là bóng đá là một trò chơi nghiệt ngã. Chỉ trách số phận ngày hôm nay không gọi tên Nghiêm Xá mà thôi. Số phận đã lựa chọn Mẫn Xá tính đến thời điểm hiện tại. Chè bóng vào và đánh được không thành công đến từ cầu thủ đá số 9 Văn Đạt.
Một tình huống đánh đầu làm tôi nhớ tới pha đánh đầu làm bàn của Công Vinh. Nhưng đáng tiếc rằng Văn Đạt nắc bóng đi ra ngoài sau đường truyền đến từ Văn Duy. Khi mà Nghiêm Xá chơi tấn công thì họ lộ ra những khoảng trống chết người ở nơi hàng thủ. Đặc biệt là những tình huống phản công chấp nhoáng đến từ Văn Xá, họ thường rất mạnh ở những tình huống kiểu như vậy. Hay đăng cánh đến từ Văn Xá là những cái tên như Mẫn Sàn, Quốc Phòng sẽ sẵn sàng tăng tốc ở những pha chuyển đổi trạng thái. Duy Anh cũng chơi khá cao ở những phút vừa qua, khi trung vệ này chơi không khác gì một tiền vệ trung tâm tổ chức lối chơi cho đội bóng áo đỏ. Và đội bóng nào thắng trong cả đấu đầu tiên ngày hôm nay sẽ gặp đội bóng thắng cặp thi đấu thứ 3 giữa Âu Cách và Ngô Sa. Pha diễm đi lên trời đến từ Văn Thắng. Một sự can thiệp kịp thời đến từ cầu thủ đá số 15 Đình Hiếu đã giúp cho khoảng trống của Văn Thắng bị hẹp đi. Câu trả lời không được. Pha chuyền bóng lăn xả đến từ các tiền Quốc Phòng. Hậu vệ cánh trái của U17 Mẫn Xá đã chơi hết sức lăn xả. Và một chiếc thẻ vàng đã được rút ra. Còn thở là còn gỡ. Thời gian thì vẫn còn dành cho Nghiêm Xá. Phản công nhanh. Hơi dườm già đến từ Duy Anh. Duy Anh hãy nhớ rằng đội bóng của mình đang thua, cần phải cẩn trọng hơn, thực hiện ít đường chuyền hơn. Và sau tình huống bóng chết này, cả hai bên Mẫn Xá và Nghiêm Xá đều có những sự thay đổi người. Thay người trong đài, Nghiêm Xá tay người, Đăng Vũ được đưa ra nghỉ. Vào sân là Huy Hùng. Mẫn Xá cũng có sự thay người, rời sân là Đức Huỳnh. Vào sân là cầu thủ đá số 5 Tuấn Tú. Như vậy Mẫn San được đưa ra nghỉ. Vào sân sẽ là cái tên Tuấn Tú. Và từ phút thi đấu thứ 55 trở đi, mỗi đội chỉ được phép thay 3 người mà thôi. Đại thắng. Nghiêm Xá đang chơi theo kiểu họ đang dẫn trước Mẫn Xá vậy. Thay người trọng tài. Nghiêm Xá thay người, Đình Hiếu được đưa ra nghỉ. Vào sân là Đình Tuệ. Cầu thủ đá số 18 được đưa vào sân. Ở những phút cuối trận, anh sẽ chơi ở vị trí tiền đạo, sở hữu một chiều cao lý tưởng. Đại thắng. Ở một diện tích sân Hoàng Yến có phần hơi nhỏ, khiến cho đội bóng nào có lợi thế dẫn trước.
thì sẽ có một đôi chút lợi thế nhiều hơn. Họ sẽ phòng ngự kín kẽ hơn. Những phút thi đấu cuối cùng của hiệp thiếu thứ hai, thời gian thì không chờ đợi ai cả. Và đường ngắn nhất dẫn đến khung thành của Mẫn Xá chính là những đường chuyền dài. Quốc Phong không phải, đó là Đức Huỳnh. Những đường chuyền thoải mái đến từ cầu thủ áo số 9 Đức Huỳnh. Đường chuyền dọc biên qua người không được. Một pha kiến tạo hay đến từ cầu thủ Mất Tung Sân Tuấn Tú. Chỉ tiếc rằng đồng đội của anh là Đức Huỳnh đã không có một pha khống chế bước một thành công. Cơ hội đã trôi qua trước mũi giày đến từ Đức Huỳnh, rất tiếc nuối. Như vậy sẽ có 4 phút 1 giờ trong hiệp thiếu thứ hai. 4 phút cho những nỗ lực đến từ đại diện của thị trấn Chờ Nghiêm Xá. Nhiệm vụ bây giờ của Mẫn Xá là phòng ngự, còn mới Nghiêm Xá là tấn công. Sẽ không còn thời gian. 4 phút cũng chính là thời gian mà Nghiêm Xá cần phải đuổi theo. Nếu như không muốn dừng chân tại vòng 18. Dù đang thua nhưng Nghiêm Tuấn đang cười rất tươi. Ông quá tự hào về những gì mà U7 Nghiêm Xá làm được trong trận đấu hôm nay. Có phần hơi đen đổi mà thôi, không được. Rất khẩn trương ở những phút cuối trận. Qua người thành công. Những thời gian quá căng thẳng. Đập bóng hoàn toàn. Đây rồi, Đình Tuệ. Không phải. Đó là cầu thủ đá số 26 Duy Anh. Những phút thi đấu cuối cùng nhưng mà thắng đến những thời điểm như thế này, sân đấu Hoàng Yến sẽ nổ tung. Không được. Nếu như đó là một quỹ đắc trong gỗ U17 Hoàng Yến thì sẽ là một tình huống làm ra. Đến từ Thổ Thành sinh năm 1994. Qua người thành công. Không thể vào. Qua đang thiệt. Bóng đã nhồi ra sau tình dứt điểm đến từ cái tên Văn Thắng. Nhưng pha lao vào đến từ Tuấn Tú. Cầu thủ này đã không thể chạy bóng, một tình huống mà rất còn ăn. Không được. Lại ối rồi, nó là Nghiêm Tuấn rồi. Một ngày thiếu đen đổi dành cho đội bóng áo đỏ. Bây giờ Mẫn Xá đang chơi với đội chơi áp sát 1-1, rất khó chịu. Duy Anh. Vẫn là Duy Anh. Thể lực của Duy Anh cũng đã bị mòn rất nhiều ở những phút vừa qua. Những pha xử lý cuối cùng đến từ Nghiêm Xá đang gặp rất nhiều vấn đề. Xuân Bắc. Sau giây phút đuổi theo chạy bóng, bây giờ thì lực của Nghiêm Xá đã bị bào mòn. Có lẽ là hết pin rồi.
Và đúng này, tiếng gọi của trọng tài Trung Tuyển vang lên khép lại trận thi đầu tiên của vòng 1/8. Chiến thắng chung cuộc 3-1 nghiêng về đại diện của Văn Môn Mân Xá. Và chúng ta sẽ cùng đến với trận thi đấu thứ hai ở vòng 1/8 giữa Tôn Tiền và Lạc Trung. Vâng, và yêu cầu những ai mà có lỡ ngồi ghế của ban tổ chức thì hãy cầm về khu vực dành cho chị Hoàng Phương.